Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau. Quảng Ninh thực hiện nhiều giải pháp bảo tồn hòn chống mái, vịnh Hạ Long, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giữ gìn di sản. Lạng Sơn triển khai đồng bộ có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng góp phần tiếp sức tạo đà để người dân trên địa bàn vươn lên, phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Hiệu quả mô hình trồng cây vú sữa Hoàng Kim ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, sớm nhận diện những tác động của quá trình địa chất ảnh hưởng đến một số khu vực trên vịnh Hạ Long, trong đó có hòn chống mái, biểu tượng của du lịch Hạ Long. Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị di sản. Một trong số đó là thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn hòn chống mái, vịnh Hạ Long, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giữ gìn di sản. Hòn chống mái gồm hai đảo đá nhỏ có hình thù như đôi gà chống mái, chân đảo hẹp hơn phần thân. Qua quá trình địa chất kiến tạo và sự tác động của nước biển, hòn chống mái có cấu tạo đơn nghiêng với nhiều hệ thống khe nứt, đồng thời thường xuyên chịu tác động của các yếu tố mưa gió, sóng, thủy triều, dòng chảy và môi trường. Đây là những nhân tố có tác động tới quá trình phong hóa sạt trượt. Dù chưa ghi nhận xảy ra tình trạng sạt trượt tại hòn chống mái, nhưng ngay từ quý 1 năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn hòn chống mái Vịnh Hạ Long do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Bộ Tài nguyên Môi trường là đơn vị chủ trì. Vấn đề này thì chúng tôi cũng như tỉnh cũng đã rất là nhận diện ra từ rất là sớm, trên phương châm là từ xa từ sớm. Đến thời điểm hiện nay thì nhiệm vụ của đề tài đã cơ bản đã hoàn thành. Và trong tháng 8 thì sẽ tổ chức nghiệm thu chính thức. Từ nghiên cứu của các nhà khoa học hình thành cơ sở dữ liệu hòn chống mái, đánh giá hiện trạng, các yếu tố tác động, qua đó đề xuất giải pháp bảo tồn hòn chống mái, hình ảnh biểu tượng của di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long. Trong thời gian chờ đề tài được nghiệm thu chính thức, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và báo cáo Ủy ban dân tỉnh để chủ động đề nghị có giải pháp phân luồng, thời gian và tốc độ lưu thông của tàu qua lại khu vực hòn chống mái cho phù hợp, nhằm giảm thiểu tác động xâm thực, ăn mòn của nước biển, gây ảnh hưởng đến an toàn, sự ổn định của hòn chống mái. Việc nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn hòn chống mái Vịnh Hạ Long có ý nghĩa quan trọng thiết thực, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản cho nhiều thế hệ. Từ ngày 31 tháng 8, hãng hàng không Vietjet Air sẽ tăng tần suất đường bay Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Trước đó, hãng này khai thác lịch bay các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật. Như vậy, Vietjet Air sẽ khai thác đường bay Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật theo các khung giờ. Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn lúc 9 giờ 20. Chuyến bay cất cánh từ Vân Đồn đi Thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ 55. Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác đường bay Vân Đồn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 590 lượt cất hạ cánh với trên 83.000 lượt khách, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 80%. Đối với đường bay Cần Thơ Vân Đồn, tổng cộng 92 lượt cất hạ cánh với gần 13.000 lượt khách, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 76%. Theo bình chọn của một số chuyên trang về quản lý cho thuê nhà và khách sạn nghỉ dưỡng, sân bay Nội Bài đã lọt top 20 sân bay tốt nhất thế giới về văn hóa xếp hạng. Mới đây, trang Casago, trang chuyên về quản lý cho thuê nhà và khách sạn nghỉ dưỡng, đã công bố bảng xếp hạng các sân bay tốt nhất thế giới dựa trên tiêu chí thời gian xếp hàng ngắn. Trong đó, sân bay Nội Bài đứng thứ 11 trên 20, vượt qua sân bay Narita của Nhật Bản và Incheon của Hàn Quốc. Theo nhiều thống kê, sau dịch bệnh COVID-19, rất nhiều sân bay trên thế giới rơi vào tình trạng quá tải, phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao đột biến của hành khách. Cũng từ đây, tình trạng tắc nghẽn, xếp hàng dài ở sân bay diễn ra thường xuyên hơn. Dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khi sử dụng các dịch vụ du lịch trong dịp này, Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch đã công bố số điện thoại đường dây nóng, đồng thời đưa ra một số khuyến cáo với du khách.
Cụ thể, khách du lịch được khuyến cáo cần tìm hiểu kỹ các thông tin về các gói du lịch, phòng khách sạn với mức giá rẻ hơn bình thường, lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch uy tín, chủ động tìm hiểu thông tin của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Du khách cũng lưu ý khi phát hiện các hành vi vi phạm, đề nghị cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng qua đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo 24/24 giờ. Thời gian qua, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng theo nghị quyết số 08 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và nghị quyết số 15 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 08, qua đó góp phần tiếp sức tạo đà để người dân trên địa bàn vươn lên phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Sau khi nghị quyết 08 và nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành, huyện Bình Gia chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến nghị quyết tới người dân, đồng thời rà soát các mô hình có nhu cầu vay vốn để hướng dẫn các hộ lập hồ sơ, hưởng ưu đãi từ chương trình hỗ trợ lãi suất tín dụng. Trong các dự án vay chủ yếu là trồng cây lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc. Để hướng dẫn và kiểm tra các nội dung thực hiện dự án theo nghị quyết số 08, thì từ khi mà nghị quyết 08 đi vào cuộc sống thì trên địa bàn tỉnh Bình Gia thì đến hiện nay đã thực hiện thẩm định và xác nhận được 110 dự án với số vốn vay được giải ngân đạt trên 40 tỷ đồng. Thì sau khi mà được nhà nước hỗ trợ vay vốn thì tôi nuôi tổng đàn từ lúc nào cũng từ 20 đến 30 con. Mỗi năm thì tôi cũng bán được vài lứa, 3 đến 4 lứa. Mỗi lần mua vào mấy con xong lại béo lại bán. Trước đây chưa có nghị quyết ấy, thì bà con nhân dân cũng thiếu vốn phát triển sản xuất. Từ khi mà thực hiện cái nghị quyết số 08 và nghị quyết số 15 về hỗ trợ lãi suất thì là xã cũng đã hướng dẫn các cái hộ dân trên địa bàn là vay theo cái nghị quyết để phát triển kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt là đối với Hồng Thái là các cái mô hình chăn nuôi cho bò bán chăn thả và đã có cái bước phát triển nâng cao cái thu nhập cho bà con nhân dân. Đến nay, trên địa bàn huyện Bình Gia đã có nhiều hộ gia đình tiếp cận được chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng của Nghị quyết 08 và Nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Và gia đình chúng tôi cũng vốn tự có là đã có ngựa mầu, thế giờ thì chúng tôi mở rộng thêm làm sang ngựa bạch. Đấy, cảm thấy là từ năm ngoái đến năm nay thì ngựa thì phát triển tương đối tốt, có sinh sản. Những chính sách ưu đãi từ Nghị quyết 08 và Nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã góp phần tiếp thêm nguồn lực xây dựng phát triển vùng sản xuất nông lâm nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Tạo mọi điều kiện để người dân thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao đang là chủ trương được nhiều địa phương khuyến khích. Nhờ sự mạnh dạn của người dân, sự hỗ trợ của chính quyền, một số mô hình chuyển đổi đã cho năng suất chất lượng tốt, nâng cao thu nhập của người dân, ghi nhận tại một số mô hình trồng cây vú sữa Hoàng Kim ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Là một trong những hộ tiên phong trồng cây ăn quả chuyên canh tại khu dân cư Lam Sơn, thị trấn Vĩnh Bảo, nhiều năm qua, gia đình anh Hùng đã phát triển trồng cây ổi lê trên diện tích hơn 7 hectare. Gần đây, thấy thị trường ổi lê dần bão hòa, anh chuyển sang trồng thử nghiệm cây vú sữa Hoàng Kim, một giống cây nhập từ nước ngoài cho năng suất và hiệu quả cao hơn. Tôi trồng ổi rất nhiều, thử cây trồng cây mới thì lấy về thử nghiệm thì trồng năm 2024. Giá trị kinh tế thì nó cao hơn ổi rất nhiều, 100.000 một cân. Nhờ chăm sóc tốt nên sau khoảng 2 năm cây bắt đầu cho trái. Vụ này gia đình anh thu hoạch được khoảng trên 700 kg quả trên một sào. Với giá thị trường hiện nay dao động từ 100 đến 120.000 đồng một kg. Riêng địa bàn của thị trấn thì có khoảng gần 30 hectare là cây ổi. Hiện nay thì bà con nông dân cũng đang chuyển sang một số cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Đó là cây mít, rồi thì cây na thái. Bên cạnh đó thì còn có cây vú sữa Hoàng Kim.
Đây là một mô hình mà chúng tôi đánh giá là có hiệu quả kinh tế rất là cao, cũng là một cây trồng mới mà đang được thử nghiệm trên cái địa bàn đất của Vĩnh Bảo. Không chỉ là tư duy mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người nông dân hiện nay còn lắng nghe và nắm bắt tốt hơn nhu cầu của thị trường để làm ra sản phẩm phù hợp. Cộng thêm với ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhiều hộ gia đình không chỉ ở huyện Vĩnh Bảo đang dần vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Tại Bắc Giang, na dài bắt đầu bước vào vụ thu hoạch được gần 10 ngày nay. Theo cơ quan chuyên môn, năm nay thị trường tiêu thụ thuận lợi và giá bán đầu vụ cao hơn trước, đặc biệt sản lượng bước đầu cũng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Bắc Giang, sản lượng na năm nay ước đạt khoảng 16.000 tấn, cao hơn năm trước khoảng 1.000 tấn. Diện tích na cũng cao hơn khoảng 100 hecta, đạt 2.400 hecta. Điều đáng nói là đến nay, sản lượng thu hoạch đạt khoảng 1/3, song giá bán luôn giữ ở mức cao với giá bán na tại vùng trọng điểm về sản xuất na ở Nghĩa Phương. Huyện Lục Nam là 40.000 đồng đến 55.000 đồng 1 kg loại 1, với các mức giá thấp hơn từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng đối với các loại na nhỏ. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, với mức giá này, sản phẩm na chính vụ có mức giá cao hơn so với năm trước, mang lại thu nhập cao cho người trồng na. Ngoài ra, theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, sản phẩm na trái vụ thu hoạch vào tháng 11 tới cũng sẽ cho chất lượng và giá bán cao hơn chính vụ, bởi người nông dân đã làm chủ được kỹ thuật sản xuất na trái vụ cho chất lượng vượt trội. Trong tờ trình của Chính phủ về dự án luật bảo hiểm xã hội đã đưa ra, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định hoãn xuất cảnh đối với người đại diện, người được ủy quyền đại diện doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng. Theo dự thảo, nếu hết thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà doanh nghiệp không đóng, thì phải nộp đủ số tiền trốn đóng và bị xử lý, đồng thời phải nộp thêm 0,03% mỗi ngày trên tổng số tiền trốn đóng. Cơ quan có thẩm quyền sẽ ngừng sử dụng hóa đơn với doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên. Khi có dấu hiệu phạm tội trốn đóng theo bộ luật hình sự, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ kiến nghị khởi tố. Chủ tịch cấp tỉnh có thể áp dụng chế tài khác với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội tại địa phương. Dự thảo đề xuất hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, thẩm tra sơ bộ dự thảo luật, Ủy ban xã hội của Quốc hội cho rằng đề xuất này liên quan đến quyền con người, quyền công dân nên cần cân nhắc kỹ. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày khai giảng năm học mới. Thời điểm này, các địa phương trong đó có huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trường lớp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Đồng Tâm những ngày này nô nức chuẩn bị cho năm học mới. Đông đảo phụ huynh, học sinh, giáo viên cùng chung tay dọn dẹp trường lớp chờ đón ngày khai giảng. Niềm vui nhân đôi với học sinh và người dân vùng cao nơi đây, bởi năm nay, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Đồng Tâm được Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đầu tư xây mới khu nhà học 3 tầng với 15 phòng học và phòng chức năng trị giá trên 10 tỷ đồng, góp phần đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học. Xuất phát từ cái ý nguyện của đội ngũ cán bộ giáo viên rồi phụ huynh và học sinh, thì trước thềm năm học mới thì nhà trường đã được bên Tập đoàn Than khoáng sản đã đầu tư xây dựng một công trình mới khang trang. Thì với đội ngũ giáo viên của nhà trường thì cảm thấy đã giải tỏa được cái tâm lý sau bao nhiêu năm mong đợi được cái ngôi trường khang trang đầy đủ các phòng học rồi phòng chức năng để các thầy cô giáo hoạt động rồi nhằm nâng cao cái chất lượng giáo dục của nhà trường. Không chỉ được đầu tư xây thêm khu nhà học ở cả điểm trường chính và điểm trường lẻ, năm nay trường tiểu học Hoành Mô còn được xây mới khu nhà ở bán trú cho học sinh. Đây là điều kiện quan trọng để nhà trường tiếp tục thực hiện việc ghép lớp theo đề án 25, giúp cho các em học sinh dân tộc thiểu số được thụ hưởng cơ sở vật chất khang trang đồng bộ, đáp ứng việc học 2 buổi một ngày. Năm nay thì được đầu tư cơ sở vật chất rất là khang trang, sạch đẹp, thì tạo điều kiện cho nhà trường là dồn ghép tất cả các em học sinh ở các điểm trường lẻ lớp 3, 4, 5 về điểm trường đồng cộng học, và những em học sinh lớp 1, lớp 2 ở cơ sở ít học sinh, ví dụ như chỉ có 1 học sinh, 2 học sinh là cũng dồn về đây để học bán trú. Thì với cái cơ sở khang trang như này thì các em học sinh và các thầy cô rất là phấn khởi, có một cái cơ ngơi để các con ở tốt hơn và tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh được học và thực hành các cái môn học âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, tin học.
Chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, toàn huyện Bình Liêu có 6 công trình trường học được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 185 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. Ngoài ra có 14 trường học được sửa chữa nhỏ ở các điểm trường, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước thềm năm học mới 2023-2024, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, cơ sở vật chất của nhà trường đã được nâng cấp lên tầng 2, nâng số phòng học và phòng chức năng lên để đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất và hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trong nhà trường. Nhờ đó mà đến nay chúng tôi đã huy động được 100% trẻ mẫu giáo trong độ tuổi và 58,8% trẻ trong độ tuổi ra lớp. Cô và trò cùng các bậc cha mẹ trẻ đều rất là phấn khởi chờ đón một năm học mới thắng lợi. Không khí nô nức, phấn khởi chờ đón năm học mới đang tràn ngập khắp các trường học trên địa bàn huyện Bình Liêu. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự ủng hộ của doanh nghiệp, cơ sở vật chất trường lớp từ mầm non đến trung học phổ thông nơi vùng cao biên giới ngày càng khang trang, đồng bộ. Trong đó nhiều hạng mục công trình trường học mới sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024, tiếp thêm khí thế, động lực thi đua trong toàn ngành, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Chương trình Mẹ đỡ đầu được công an các đơn vị địa phương, trong đó có công an tỉnh Quảng Ninh, triển khai mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Thực sự là cầu nối, điểm tựa đầy tình thương, trách nhiệm để các cháu mồ côi, cả cha lẫn mẹ có cơ hội được học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội. Thông qua chương trình đã lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an cũng như nhân rộng những giá trị nhân văn tốt đẹp. Gia đình em Triệu Thị Hoa ở thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long. Mẹ qua đời cách đây 2 năm vì ung thư gan, còn bố thì thường xuyên đau ốm phải đi viện. Dưới em Hoa còn có 2 em nhỏ. Sinh năm 2010, nhưng mà em Hoa đã phải làm tất cả mọi việc trong nhà để lo cho các em của mình. Cháu không có mơ đâu. Cháu chỉ mong cho giam suốt thôi cho các em là được. Biết được hoàn cảnh của em Hoa, Hội Phụ Nữ Khối An ninh Nhân dân Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu cho em để vơi bớt những khó khăn vất vả. Ngoài hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi năm đến khi em 18 tuổi, các mẹ đỡ đầu thường xuyên đến thăm, động viên, chỉ bảo Hoa và các em trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Tôi xin đại diện thay mặt thôn, đại diện cho gia đình cũng xin cảm ơn các chị đại diện Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đến đây động viên và giúp đỡ cho cháu có động lực để học tập tốt, để giảm bớt những khó khăn trước mắt này. Em Đào Thiên Long, 11 tuổi, ở phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, cơ thể bị khiếm khuyết. Bố mẹ bỏ đi khi vừa sinh em. Hiện Long cùng với ông bà nội đang phải đi thuê nhà, vừa để ở, vừa thu mua phế liệu để lo và chạy chữa cho em. Nhận làm mẹ đỡ đầu của Long, ngoài hỗ trợ cho em điều trị các khiếm khuyết, Chi hội Phụ Nữ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh sẽ đồng hành cùng em trên con đường học tập, rèn luyện đến năm em đủ 18 tuổi. Cháu sẽ thật cố gắng học giỏi, lên lớp và không bao giờ làm cho bà buồn. Cô công an cháu Long là một trường hợp hết sức là đặc biệt. Khi trong một cái dịp mà Tết năm 2023, khi mà chúng tôi triển khai thực hiện cái chương trình tặng quà cho các cháu ở trường tiểu học Trần Hưng Đạo, mà đối với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, thì khi mà tôi xem được cái danh sách này thì tôi thật sự là rất là chú ý đến trường hợp của cháu. Và khi mà khảo sát thực tế nhà cháu thì đúng thật sự là quá bất ngờ. Và cũng thật sự là mình lúc đó mình có một cái cảm xúc mình mong là mình phải làm một cái gì đó để giúp đối với trường hợp cháu bé. Chương trình Mẹ đỡ đầu thực sự là cái cầu nối, kết nối yêu thương và đưa những cái tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành với trẻ mồ côi trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển. Tiếp tục khẳng định cái truyền thống đoàn kết, nhân ái tốt đẹp của dân tộc và truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và cũng thông qua chương trình này góp phần lan tỏa cái giá trị tinh thần và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, của nữ chiến sĩ công an nhân dân nói riêng trong lòng nhân dân. Qua hơn một năm triển khai, hiện nay đã có 14 trẻ mồ côi đã được các cấp hội phụ nữ công an tỉnh nhận làm mẹ đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Dũng cảm, gai góc trong cuộc chiến phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Thế nhưng khi là những người mẹ thì họ rất dịu dàng và ấm áp. Những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục công an đã và đang trở thành chỗ dựa cho những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa đi tình yêu thương,
tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.